Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền thông của luật sư Nguyễn Văn Đài. Trước tiên thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và thật nhiều vui tới quý vị, các bạn và gia đình. Hôm nay là 13 tháng 8 năm 2021. Tôi có làm video với chủ đề Tại sao Nguyễn Phú Trọng tìm cách cô lập và loại bỏ Võ Văn Thưởng. Thưa quý vị và các bạn, hôm 11 tháng 8 vừa qua thì tôi có làm một video thông tin về việc Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã biến mất khỏi truyền thông tới 33 ngày. Và dẫu tin đồn là Võ Văn Thưởng đã bị Nguyễn Phú Trọng thanh trừng hoặc là đầu độc. Và số lượng người theo dõi video này trên kênh YouTube ấy, tăng rất là nhanh, đến trên 60.000 người chỉ chưa đầy một ngày. Và ngay lập tức thì bị nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam chặn video này xuất hiện ở Việt Nam. Trong khi đó thì trên kênh fanpage ấy, thì cũng đã thời điểm này ấy, thì lên được trên 300.000 lượt người xem. Và tôi làm những video với thể loại về chính trị, nói về các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ở nội bộ độc tài Cộng sản Việt Nam để giúp cho người dân Việt Nam hiểu một điều là gì. Nhân dân Việt Nam muốn làm chủ đất nước của mình để có quyền trực tiếp lựa chọn những người có tài, có đức thông qua những cái cuộc bầu cử tự do công bằng để những người này được phục vụ chính nhân dân và đất nước, hoặc là người dân Việt Nam tiếp tục bỏ mặc vấn đề chính trị để cho tầng lớp chóp bu độc tài Cộng sản Việt Nam tha hồ tự do đấu đá tranh giành quyền lực, tranh giành quyền cai trị đất nước và nhân dân. Nhân dân Việt Nam muốn làm chủ đất nước, làm chủ bản thân mình để không chỉ cho các thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau tiếp tục làm chủ đất nước, lựa chọn người có tài phục vụ đất nước, phục vụ người dân, hay mãi mãi tiếp tục làm nô lệ để cho các tầng lớp chóp bu độc tài Cộng sản Việt Nam thay nhau từ thế hệ này đến thế hệ khác cai trị đất nước và người dân. Nếu như chúng ta thực sự muốn làm chủ đất nước của mình, làm chủ vận mệnh của chính bản thân mình, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta hợp tác cùng bắt tay nhau đứng lên làm một cuộc cách mạng xóa bỏ độc tài Cộng sản Việt Nam, xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, đa đảng, thì khi đó chúng ta mới thực sự làm chủ đất nước. Thì hôm nay tôi tiếp tục làm video về đề tài của Võ Văn Thưởng và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem tại sao Nguyễn Phú Trọng lại tìm cách cô lập và loại bỏ Võ Văn Thưởng như vậy. Thì trước tiên chúng ta nói về con người và bản tính của Nguyễn Phú Trọng trước. Nguyễn Phú Trọng thì hay còn gọi là Trọng Lú, thì Trọng Lú thì luôn luôn tự nhận là đại diện cho giới sĩ phu Bắc Hà ở trong tầng lớp chóp bu của độc tài Cộng sản Việt Nam. Mà một khi đã tự nhận mình là tầng lớp sĩ phu Bắc Hà thì Trọng Lú luôn luôn rất là ghét và nghi kỵ với giới quan chức độc tài Cộng sản Việt Nam thuộc phe cánh miền Nam, vốn là những người rất ngông nghênh và ngạo mạn. Hiện nay thì Nguyễn Phú Trọng cố gắng bám lấy ghế quyền lực của mình ở trên cương vị Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ ba để thứ nhất là y thỏa mãn cái cơn cuồng nộ về quyền lực của y đã được kìm nén từ khi còn nhỏ. Tiếp theo ấy, là Nguyễn Phú Trọng muốn truyền bá cái tư tưởng độc tài bảo thủ của mình cho các thế hệ cộng sản tiếp theo, và trong khi đó thì tìm một con người đủ bảo thủ, đủ kiểu như là phong cách của Nguyễn Phú Trọng để truyền lại quyền lực để tiếp tục cai trị đất nước và người dân, cũng như là đủ khả năng để khống chế những phe nhóm độc tài cộng sản ở miền Nam. Thì bởi bởi tại sao? Bởi vì hơn ai hết ý, Nguyễn Phú Trọng đã là người trực tiếp và chính bản thân Nguyễn Phú Trọng đã chịu cái sự ức hiếp đè nén của phe cánh độc tài Cộng sản miền Nam như thế nào trong suốt từ khi ông ta còn làm chủ tịch Quốc hội rồi tổng bí thư nhiệm kỳ đầu tiên. Và đây là những lý do mà Nguyễn Phú Trọng muốn đè nén, cô lập và tìm cách loại bỏ Võ Văn Thưởng, một ngôi sao trẻ tuổi đang lên của phe nhóm miền Nam. Thì chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê lại là Nguyễn Phú Trọng đã chịu ảnh hưởng như thế nào, hay là chứng kiến cái phe nhóm miền Nam trước đây đã ức hiếp những cái sĩ phu Bắc Hà hay những quan chức độc tài Cộng sản miền Nam, phe miền Bắc như thế nào. Thì ở cái thời kỳ nhiệm kỳ cặp đôi ấy, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh, tất nhiên Nguyễn Văn Linh là sinh ở Hưng Yên rồi, nhưng ông ta đã có một thời gian dài công tác ở miền Nam, rồi đã từng là bí thư thành ủy Thành Hồ, sau đó mới ra làm tổng bí thư. Thì dù sao Nguyễn Văn Linh cũng là gắn bó với miền Nam nhiều hơn là với miền Bắc. Thì lúc đó thì Võ Văn Kiệt là trên cương vị thủ tướng thì ông ta cũng gọi là thao túng tất cả mọi thứ, làm mọi việc mà cũng bất chấp những cái gì thuộc phe nhóm miền Bắc.
Một trong những cái mà chúng ta có thể chứng kiến ý, là ông đã quyết đoán trong việc xây dựng cái đường dây 500 kV từ Bắc vào Nam, mặc dù lúc đó các cái nhà khoa học rồi những nhà kinh tế đều phân tích cho rằng là gì, việc xây dựng một cái đường dây 500 kV như vậy á thì có thể xây được từ 3 đến 5 cái nhà máy nhiệt điện ở ngay tại miền Nam để cung cấp điện tại chỗ, mà không nhất thiết phải xây dựng một cái đường dây quá tốn kém như vậy, và lại chi phí bảo hành bảo dưỡng hàng năm nó vô cùng to lớn. Thế nhưng mà Võ Kiệt vẫn quyết đoán để xây dựng, thì đấy là cái thể hiện cái phong cách, cái tính cách của cái quan chức độc tài cộng sản Việt Nam là như thế. Nó làm cho các cái quan chức độc tài cộng sản ở miền Bắc ấy rất là tức giận. Rồi đến thời kỳ Phan Văn Khải làm mà thủ tướng, thì ông ta làm thủ tướng qua hình như là 3 đời tổng bí thư, một giai đoạn ngắn của Đỗ Mười, rồi một giai đoạn ngắn của Lê Khả Phiêu, rồi thêm một nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh. Thì Phan Văn Khải cũng là một trong những thủ tướng rất là quyết đoán, ông ta cũng rất là coi thường những cái quan chức độc tài cộng sản ở Việt Nam ở miền Bắc. Rồi tiếp theo đến thời Nguyễn Tấn Dũng, thì thời này thì ông ta quyết đoán nhiều hơn, gọi là thao túng toàn bộ cái chính trường Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng thì cùng với Trương Tấn Sang, rồi cùng với Lê Thanh Hải, Lê Hòa Quân ở Thành Hồ nữa, là cả một cái bộ bộ rộng miền Nam ở trong Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương, cứ như thao túng toàn bộ, đã làm cho kinh tế Việt Nam tan nát hết cả mọi thứ, và đến hậu quả đến ngày hôm nay thì kinh tế Việt Nam vẫn gánh chịu. Và Nguyễn Phú Trọng là ông ta chứng kiến toàn bộ cái đó ở nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội cũng như nhiệm kỳ đầu tiên ở trên cương vị Tổng Bí thư. Thì sau khi mà Nguyễn Phú Trọng loại được Nguyễn Tấn Dũng thì ông ta bắt đầu củng cố quyền lực của mình, tìm cách đá văng phe miền Nam ra khỏi những cái chức vụ quan trọng ở trong tứ trụ cũng như trong Bộ Chính trị. Thì chúng ta nói quay trở lại với nhân vật Võ Văn Thưởng, thì Võ Văn Thưởng là một con người được phe cánh độc tài cộng sản ở miền Nam nâng đỡ và bảo kê từ khi còn làm công tác đoàn ở trong Thành Hồ. Thì chúng ta đã có rất nhiều những cái ví dụ, nhưng mà chỉ thấy tôi chỉ lấy một cái ví dụ mà ai cũng có thể biết khi mà theo dõi truyền thông, đó là cái cảnh mà cựu bí thư thành ủy Thành Hồ Lê Thanh Hải đã khóc trong buổi lễ chia tay tiễn Võ Văn Thưởng từ phó bí thư thường trực Thành Hồ ra Sài Gòn để ngồi vào ghế trưởng ban tuyên giáo. Thì Lê Thanh Hải đã hết lòng ca ngợi Thưởng như là một người con ưu tú miền Nam, một người chính trị gia trẻ tuổi đang lên. Thì ngoài cái việc là Lê Thanh Hải quý mến Võ Văn Thưởng với tư cách cá nhân, và đồng thời ông ta cũng hy vọng nếu như Thưởng còn ngồi ở trên chức bí thư thành ủy Sài Gòn á, thì có thể nâng đỡ cho con trai của ông ta là Lê Hải Yếu, lúc đó đang là bí thư quận 1, thì có thể nâng đỡ lên cấp thành phố, rồi khi mà sau này Thưởng leo cao hơn ra trung ương thì tiếp tục nâng đỡ cho Lê Hải Yếu có thể lên chức vụ cao như ông ta đã từng ngồi chủ tịch thành phố hay là bí thư thành ủy, rồi có thể tiếp tục con đường ra trung ương. Đấy là cái sự hy vọng của Lê Thanh Hải, nên Lê Thanh Hải rất là cưng chiều Võ Văn Thưởng. Không chỉ Lê Thanh Hải mà hầu hết các cái quan chức độc tài cộng sản Việt Nam, phe miền Nam ở thế hệ trước như là Nguyễn Tấn Dũng rồi Trương Tấn Sang, Lê Hòa Quân, tất cả đều trông chờ và hy vọng vào Lê Thanh Hải rất là nhiều. Và họ hy vọng vào Võ Thưởng ấy, bởi vì Võ Thưởng trẻ tuổi lại cũng có tháo vát, và nếu như Võ Thưởng ngồi vào ghế quyền lực đó, thì sẽ tiếp tục nâng đỡ cho những thế hệ phe nhóm miền Nam tiếp tục thao túng cái chính trường độc tài cộng sản Việt Nam trong tương lai. Thì chúng ta nói về nhân vật Võ Thưởng, những cái tính cách của anh ta như thế nào mà làm khiến cho Nguyễn Phú Trọng tức giận tìm cách cô lập và loại bỏ. Thì dư luận đồn đoán ấy là Võ Thưởng là con ngoài hôn nhân của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, hay là con rơi của ông Võ Văn Kiệt, và thì đã được ông Võ Văn Kiệt cũng như đàn em của Võ Văn Kiệt định hướng từ nhỏ và cho Thưởng trưởng thành trong chính trị độc tài cộng sản Việt Nam và đi lên từ công tác đoàn, và có thể là được cưng chiều dựa vào thế lực của cha rồi phe cánh miền Nam, cho nên Thưởng có phong cách phần nào giống những cái cựu thủ tướng trước đây như là Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Tấn Dũng hay là bí thư thành ủy Thành Hồ Lê Thanh Hải. Cho nên Võ Thưởng khá ngông nghênh và có thể nói là một con người trẻ tuổi nhưng mà cũng khá coi thường Nguyễn Phú Trọng, và ở vị trí nào á, thì Võ Thưởng cũng tìm mọi cách kéo bè kéo cánh chuẩn bị lực lượng cho mình. Thì tôi có rất nhiều người quen ở tỉnh Quảng Ngãi, khi mà Võ Thưởng vào đó làm bí thư tỉnh ủy đó,
thì Võ Thưởng kéo đàn em của mình vào đó, rồi chọn những đàn em thân tín gửi vào Sài Gòn giữ một số cái cương vị trước, bởi vì Võ Thưởng đã được gần như sắp xếp chắc chắn là sẽ cái chức bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, nó chỉ là bước đệm để Võ Văn Thưởng tiến vào Sài Gòn làm bí thư thành ủy mà thôi. Thế cho nên ông ta đã sắp xếp mọi thứ từ tổng công ty dầu khí, tập đoàn dầu khí cho đến tất cả những vị trí mà Võ Thưởng có mối quan hệ. Thì những cái sự chuẩn bị của Võ Thưởng như vậy hoàn toàn không thể qua mắt được Nguyễn Phú Trọng, bởi vì Nguyễn Phú Trọng đương nhiên ở trên cương vị tổng bí thư, ông ta nắm được ban tổ chức trung ương, rồi ban nội chính trung ương, rồi các cái cơ quan an ninh tình báo, cho nên tất cả những cái biến động của Võ Văn Thưởng thì đều không qua được mắt của Nguyễn Trọng. Và Nguyễn Trọng thì đã giám sát mọi hành động của Võ Văn Thưởng và đã đưa ra biện pháp phòng ngừa rất là sớm. Ngay sau khi mà Nguyễn Trọng loại được Nguyễn Tấn Dũng ở để tái cử nhiệm kỳ 2 vào đầu năm 2016 á, thì Nguyễn Phú Trọng đã không để cho Võ Văn Thưởng ngồi trên cương vị bí thư thành Hồ như là cái sự sắp xếp tính toán từ trước của phe cánh miền Nam, và Nguyễn Phú Trọng đã lôi toạch một phát Thưởng từ phó bí thư thường trực Sài Gòn ra Hà Nội để trao cho cái ghế trưởng ban tuyên giáo trung ương, một cái ghế thì không nói nhiều nhưng mà làm ít, không nghe tiếng thì sang đấy nhưng mà cái thực quyền thì không có nhiều, và ngồi ở vị trí đó ở ngay ban chấp hành trung ương ấy, văn phòng trung ương đảng, thì cạnh Nguyễn Phú Trọng để Nguyễn Phú Trọng có thể giám sát mọi động tĩnh của Võ Thưởng. Đấy, nói con người của Nguyễn Phú Trọng là tiến sĩ xây dựng đảng ấy, là một gọi là vua chơi cờ người ấy, thì cho nên ông ta rất là biết cách làm sao để khống chế các cái đối thủ chính trị tương lai của chính bản thân Nguyễn Phú Trọng cũng như những đàn em mà Nguyễn Phú Trọng sẽ lựa chọn để kế vị mình sau này. Đấy, ông ta tính rất là xa chứ không phải là tính chỉ trong một vài tháng hay một vài năm trước mắt, mà ông ta tính rất là xa cho cả đàn em của mình luôn. Đấy, chúng ta thấy con người của Nguyễn Phú Trọng là như vậy. Thế thì tại sao Nguyễn Phú Trọng lại phải muốn như vậy? Thì chúng ta đương nhiên rồi, một con người mà tự nhận mình là sĩ phu Bắc Hà, đại diện cho phe cánh độc tài cộng sản Việt Nam tại Bắc á, thì Nguyễn Phú Trọng phải duy trì được cái ảnh hưởng cũng như quyền lực của phe nhóm miền Bắc lên không chỉ ở trên đối miền Nam mà trên cả nước. Cho nên Nguyễn Phú Trọng tìm cách loại bỏ cái nhân vật mà được phe cánh miền Nam ủng hộ cũng như là nâng đỡ, đó chính là Võ Văn Thưởng. Thì đây là chúng ta đã phân tích và tìm hiểu lý do tại sao mà Nguyễn Phú Trọng lại ghét hay là nghi kỵ hay là tìm cách cô lập cũng như loại bỏ Võ Văn Thưởng như vậy. Vì chúng ta đã biết rồi, nếu như Võ Văn Thưởng mà lên theo đúng quy trình á, ông ta làm bí thư thành ủy Sài Gòn được một nhiệm kỳ 2016-2021 thì chúng ta biết rồi, thành Hồ là cái nơi cung cấp đến phân nửa cái GDP hay là ngân sách cho cả nước, với cái tiềm lực tài chính như vậy á, tham nhũng thì vô biên rồi, ông ta có đủ tiền đủ các mối quan hệ để củng cố quyền lực không chỉ ở thành Hồ mà còn củng cố quyền lực ở trên khắp các tỉnh miền Nam, từ đó tạo bước đệm để cho ông ta tiến ra Bắc, và khi tiến ra Bắc ngồi trên bất kỳ một cương vị nào á, thì ông ta cũng được những cái thế lực đàn em ở miền Nam trợ giúp để ông ta có thể thao túng quyền lực, và khi đó những cái phe đàn em của Nguyễn Phú Trọng ở miền Bắc mà được Nguyễn Phú Trọng lựa chọn sau đó để ông ta nghỉ hưu á, thì cũng không thể nào mà có thể đối đầu được với Võ Văn Thưởng và lại tiếp tục phe cánh miền Nam tiếp tục thao túng trên chính trường của độc tài cộng sản Việt Nam trong những thập kỷ tới. Cho nên đó là lý do tại sao mà Nguyễn Phú Trọng đã phải tìm một cách như vậy. Thì tôi trình bày thêm một chút để những quý vị nào chưa xem video trước ấy, vì nó bị chặn rồi, thì tại sao Võ Văn Thưởng lại ngồi vào cái ghế thường trực ban bí thư dễ dàng như vậy. Thì chúng ta đã biết rồi, tại đại hội 13 thì tất cả những cái quan chức phe cánh miền Nam thì đều bị đá bay khỏi tứ trụ rồi, thì để xoa dịu cái sự bất mãn của phe cánh miền Nam thì đương nhiên nhân vật duy nhất Nguyễn Phú Trọng buộc phải lựa chọn, mặc dù không muốn, chắc chắn là Nguyễn Phú Trọng không bao giờ muốn Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế thường trực ban bí thư, nhưng mà không có cách nào khác, bởi vì lúc đó phe cánh miền Nam chỉ còn có Võ Văn Thưởng ở trong bộ chính trị thôi là nhân vật có thể ngồi vào ghế đó được, thế nên ông ta buộc phải đặt Võ Văn Thưởng vào đó. Thì khi đặt vào đó thì đương nhiên ông ta phải tìm một cách khống chế rồi, và tôi nói lại là tại hội nghị trung ương 3 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã chà đạp cả lên điều lệ đảng, tức là ông ta đã ép hội nghị trung ương là phải trao cho ông ta cái quyền, tức là can thiệp trực tiếp vào công việc của thường trực ban bí thư. Đánh ngay trước đây á, mặc dù thường trực ban bí thư là cái ghế quyền lực thứ năm ở trong hệ thống đảng, nhưng mà khi mà theo điều lệ
nếu như tổng bí thư vắng mặt thì thường trực ban bí thư sẽ thay mặt giải quyết tất cả mọi thứ. Thế mà giờ đây á, thì Nguyễn Phú Trọng đã can thiệp ngay cả vào công việc hàng ngày của võ văn thưởng, và trong trường hợp mà ông ta bị ốm đau hay vì lý do nào đó vắng mặt đột quỵ chẳng hạn, thì Nguyễn Phú Trọng có quyền làm ủy quyền cho người khác mà không phải là võ văn thưởng đấy. Tức là Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ làm sao để giảm thiểu ảnh hưởng của võ thưởng tới mức độ thấp nhất. Và giờ đây võ thưởng đã vắng mặt hôm nay là tới 35 36 ngày rồi, 36 ngày rồi. Thì chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với võ thưởng? Thì đấy đúng như những lời đoán, một là võ thưởng sau khi mà ngồi vào ghế thường trực ban bí thư thì ông ta có thể đã tập hợp lực lượng để muốn lật đổ Nguyễn Phú Trọng, thì có thể thông tin này bị lộ ra rồi ông ta bị hiện nay có thể bị giam lỏng. Nhưng mà theo nhiều người cho biết ấy, thì khả năng mà võ thưởng bị đầu độc giống như trường hợp của Trần Đại Quang hay là của Nguyễn Bá Thanh cái đây mà hiện nay đang phải đi bệnh viện để cấp cứu hay điều trị, thì thông tin này mang tính chất khả thi hơn. Thì chúng tôi thì cũng thiên hướng về cái thông tin mà Võ Văn Thưởng đang phải nằm bệnh viện để điều trị do những cái âm mưu từ Nguyễn Phú Trọng. Đây chúng ta dự đoán là như vậy. Vâng, thì cái video này của tôi thì xin tạm kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ còn tiếp tục cái đề tài về cái mối quan hệ hay cuộc đấu giữa Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng trong những cái video tiếp theo, khi mà chúng ta có những cái thông tin mới nhất về Võ Văn Thưởng. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chân thành đã kiên nhẫn theo dõi hết video này. Một lần nữa, chúc quý vị, các bạn và gia đình thật là mạnh khỏe, bình an và an toàn trong khi đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên khắp đất nước Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn và tạm biệt.